Mặc dù thời tiết không thuận lợi, sáng ngày 18 tháng 7, chương trình Hành Trình Đỏ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2024 của tỉnh Hòa Bình chính thức được khai mạc với chủ đề Giọt Hồng Sông Đà. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Hòa Bình tham gia tổ chức chương trình hiến máu lớn nhất cả nước. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính từ năm 2008 đến nay, số máu tiếp nhận được trên toàn tỉnh là 95.000 đơn vị máu, trong đó 100% là hiến máu tình nguyện. Tỷ lệ dân số hiến máu tăng từ 0,28% năm 2008 lên 1,21% năm 2023. Mình từ Lạc Thủy lên đây 80 cây số, đi có hôm nay đoàn của mình đi là được 35 tình nguyện viên. Câu lạc bộ của mình thì được thành lập năm 2021. Đầu tiên thành lập thì chỉ có 7 tình nguyện viên thôi. Và cho đến hiện tại bây giờ thì đang có 50 tình nguyện viên tham gia đều đặn 1 năm 3 lần hiến máu. Khi mà lên đây rồi và hiện nay đang được hiến máu rồi thì cái cảm xúc của mình rất là vui. Phát biểu khai mạc tại chương trình, ông Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Hòa Bình, đề nghị các sở, ban ngành, địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, đồng thời kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân luôn sẵn sàng tham gia hiến máu và vận động người thân cùng hiến máu. Dự và phát biểu tại chương trình, ông Lê Gia Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện, đồng trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ đã ghi nhận, đánh giá cao hoạt động hiến máu tình nguyện của tỉnh Hòa Bình trong những năm qua, qua đó góp phần cùng với ngành y tế cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo. Tại lễ khai mạc Hành trình Đỏ, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ tôn vinh 50 cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2024. Đây là dịp để tri ân và tôn vinh những tấm lòng nhân ái, những người đã sẵn sàng sẻ chia dòng máu quý giá của mình cho người bệnh.